Vâng, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại trên kênh của Lý Thái Xem. Vâng, ở video này Lý Thái sẽ biểu diễn cho các bạn xem một chỗ thuật khá hay, khá là thú vị. Và sau khi biểu diễn xong, ta sẽ giải mã vào trò này. Rồi mình sẽ biểu diễn với khán giả. Mình kêu khán giả chọn một số ngẫu nhiên từ 10 đến 20. Bây giờ mình sẽ đếm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đi ha. 13 được bạn ha. 13. Rồi mình sẽ lấy 13 lá này và đọc lên đây nha. À, rồi thì mình sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 lá. Rồi bây giờ mình sẽ vuốt bài bằng cách khi khán giả dừng ở đâu thì mình dừng ở đó, vuốt lấy kiểu dừng ở đây. À, rồi, đây sẽ là lá 2. Thì hồi nãy ở đây là 13 quân, mình sẽ thêm 2 quân nữa là con 2 này, 1. Rồi đây sẽ là 15 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi sau đây thì mình sẽ giải mã về trò này. Cái trò này thực chất mấu chốt nó sẽ là con bài ở dưới đích nha các bạn. Mình có thể tìm lá 3 cũng được. Đó, giữ lá 3. Mình sẽ cho khán giả chọn những quân bài ngẫu nhiên 15 lá cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Giờ mình sẽ đẩy ra thêm 3 lá nữa các bạn ha. Một đẩy 3 lá nè. Đó, mình sẽ làm dấu ở đây nè. Dưới này nè ha. Đó, 3 lá. Đó. Mình sẽ úp 3 lá này lên nè. Úp 15 lá lên. Đồng thời mình lấy thêm 3 lá này nữa. Rồi mình kêu khán giả đếm thì trước khi kêu khán giả đếm mình sẽ đếm trước vài lá nha. Đó. Sẽ đếm như thế này. À, để đưa cho khán giả đếm. Thì đếm đủ số cái số mà khán giả chọn thôi. Đó. Rồi đây lá 3 này sẽ là mấu chốt. Mình sẽ xè bài ra như này, mình sẽ đẩy lá 3 vô trong. Mình sẽ vuốt bài xuống. Chừng nào khán giả kêu dừng thì dừng. Mình vuốt ra thì cái lá 3 này còn. Mình sẽ biến thêm 3 lá bằng cách búng này. Thì nó sẽ vô đây thành 18 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó, đây là cái trò này.